chết chết mạnh rồi, làm gì mạnh. Bấm giờ có bấm nút giờ. Rồi rồi rồi. Chỗ L nãy cảnh khác đó. Rồi thấy chưa, bây giờ Huy bật nhạc nha. Quay là quay, quay những người quay chứ không phải quay ca sĩ. Từ từ. Giờ làm gì đây? Hát theo hả? Ờ đợi cái đài hát hát theo á. Lại hát tới rồi hả, quay máy nha Tiến. Máy đang chạy. Là lúc em sẽ ra đi thì còn mình anh đứng đây nhìn. Hát với trời chứ không phải hát với ca sĩ. À, hát với khán giả. Cắt. Rồi tắt nhạc đi Huy, tắt máy để hết pin á. Chạy nhanh lên, mạnh lên nha mạnh. Tự nhiên đàng hoàng, y như chạy đua vậy đó. Nhanh luôn hả? Thì y như chạy marathon, chạy bình thường như chạy đua người ta vậy đó. Quay đầu lại. Tiến quay, đừng có quay cái nhà xám nha Tiến. Tiến, đừng có quay cái nhà xám nha, quay tới cái nhà xanh thôi. Quay cái nhà xanh thôi nha, đừng quay nhà xám nha. Còn mạnh chạy tự nhiên y như là chạy đua bình thường á. Chào cái coi. Nhìn lên nhìn xuống nào Hoàng. Nhanh lên đu theo xe. Diễn tả cảm xúc nha, chỗ này là quay cái mặt á. Nói cái cảnh gần gần tự nhiên thấy nó vui. Chạy chậm thôi, nhích thôi. Không phải chiếc xe chạy chậm mới còn người chạy bình thường. Chạy nhanh lên, mạnh đuổi theo chiếc xe. Mạnh đuổi theo.